Xin chào các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh với tựa đề Chúc mừng năm mới. Tác phẩm này được in trong Hồ Chí Minh toàn tập, tập thứ 12, trang thứ 2. Toàn văn của tác phẩm như sau. Thời đại chúng ta là một thời đại vẻ vang, thời đại thắng lợi của chủ nghĩa xã hội, của độc lập dân tộc, của hòa bình, dân chủ, là thời đại suy yếu của chủ nghĩa đế quốc. Năm 1958 vừa qua đã chứng tỏ điều đó. Lực lượng xã hội chủ nghĩa, dân tộc giải phóng và hòa bình dân chủ đã phát triển nhanh chóng và đã mạnh hơn hẳn lực lượng đế quốc. Liên Xô đã hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 1958 về kinh tế, văn hóa, khoa học kỹ thuật. Kế hoạch 7 năm sẽ làm cho Liên Xô thành nước giàu mạnh nhất thế giới. Chủ nghĩa cộng sản nhất định thu được những thắng lợi to lớn. Trung Quốc đã tiến bộ nhảy vọt về công nghiệp, nông nghiệp, văn hóa, khoa học. Các cộng sản nhân dân đã được tổ chức khắp cả nước. Sang năm mới, Trung Quốc chắc chắn thu được những thành tích vĩ đại hơn nữa trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Các nước anh em khác trong đại gia đình chủ nghĩa xã hội cũng đều đã tiến bộ rất nhanh. Nhưng thắng lợi to nhất của chúng ta là tình đoàn kết chặt chẽ giữa nhân dân các nước. Còn chủ nghĩa xét lại đã bị đập nát. Chủ nghĩa quốc tế vô sản ngày càng tăng cường. Năm 1958 cũng là một năm thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc. Nhân dân các nước thuộc địa liên tiếp đấu tranh chống đế quốc thực dân. Từ châu Á, châu Phi đến châu Mỹ Latin, nhiều nước thuộc địa đã giành được độc lập. Châu Mỹ Latin tức là khu vực Mỹ Latin. Trong lúc lực lượng tiến bộ của loài người ngày càng lớn mạnh, thì lực lượng phản động ngày càng suy yếu. Đế quốc Mỹ cầm đầu mong ra khỏi tình trạng khủng hoảng kinh tế, ra sức chạy đua vũ trang, gây tình hình căng thẳng. Nhưng chúng đã liên tiếp thất bại. Chắc rằng sang năm mới, bọn đế quốc sẽ gặp những khó khăn và thất bại mới. Phe hòa bình, dân chủ và xã hội chủ nghĩa sẽ có những thắng lợi mới. Trong nước ta, năm 1958 cũng là một năm tiến bộ. Ở miền Bắc, với sự cố gắng của nhân dân ta và sự giúp đỡ vô tư của các nước anh em, ta đã hoàn thành khôi phục kinh tế và cải cách ruộng đất. Nhân dân ta đã bước vào thời kỳ phát triển kinh tế có kế hoạch. Chúng ta đã hoàn thành tốt kế hoạch năm qua. Chúng ta đã thu được một vụ mùa thắng lợi. Đời sống của dân ta đã được cải thiện hơn. Đa phấn khởi đang lên. Phong trào thi đua lao động sản xuất, tiến lên chủ nghĩa xã hội đang lôi cuốn nhân dân ta. Ở miền Nam, đồng bào ta vẫn giữ vững và phát triển đấu tranh. Đó là một thắng lợi lớn. Đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai tiếp tục đàn áp nhân dân, chia cắt đất nước, âm mưu chuẩn bị chiến tranh. Bước sang năm mới, chúng ta phải có cố gắng mới, có tinh thần đấu tranh mới để giành thắng lợi mới. Dưới sự lãnh đạo đúng đắn của đảng và chính phủ, chúng ta phải ra sức đoàn kết toàn dân, phấn đấu để đưa miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội, để thực hiện thống nhất nước nhà bằng phương pháp hòa bình trên cơ sở độc lập và dân chủ. Hội nghị Trung ương lần thứ 14 và Quốc hội khóa thứ 9 đã đề ra nhiệm vụ cho nhân dân miền Bắc. Quốc hội khóa thứ 9 là chỉ kỳ họp thứ 9 của Quốc hội khóa 1. Đẩy mạnh cách mạng xã hội chủ nghĩa và thực hiện kế hoạch 3 năm phát triển kinh tế và văn hóa. Đó là một nhiệm vụ to lớn và rất vẻ vang. Toàn thể công nhân ta hãy ra sức thi đua, cải tiến quản lý xí nghiệp, hoàn thành kế hoạch vượt mức. Toàn thể nông dân ta hãy ra sức thi đua, phát triển tổ đội công, xây dựng hợp tác xã, hoàn thành thắng lợi vụ đông xuân. Toàn thể bộ đội ta hãy ra sức thi đua, tiến nhanh vượt mức kế hoạch, bảo vệ công cuộc lao động hòa bình của nhân dân, tham gia xây dựng đất nước. Toàn thể trí thức ta hãy ra sức thi đua, nâng cao trình độ chính trị và khoa học phục vụ nhân dân xây dựng tổ quốc. Các nhà công thương ta hãy hăng hái
đi vào con đường cải tạo xã hội chủ nghĩa, góp phần xây dựng nước nhà. Tất cả mọi người hãy nâng cao tinh thần yêu nước và giác ngộ xã hội chủ nghĩa, đồng tâm nhất trí, ra sức hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch 3 năm, làm cho dân ta ngày càng ấm no, làm cho chủ nghĩa xã hội thắng lợi ở miền Bắc, để làm cơ sở vững chắc cho công cuộc đấu tranh thống nhất nước nhà. Trong sự nghiệp cách mạng xã hội, chúng ta phải phát huy những thuận lợi, xây dựng đất nước vượt qua mọi khó khăn để sáng tạo nên những thành tích to lớn. Đồng thời phải luôn luôn nâng cao cảnh giác, sẵn sàng đập tan mọi âm mưu phá hoại của kẻ thù. Xã hội chủ nghĩa nhất định sẽ thắng lợi trên miền Bắc tươi đẹp của chúng ta. Sang năm mới, đồng bào ta ở miền Nam hãy tăng cường đoàn kết, chặt chẽ và rộng rãi hơn nữa để đấu tranh thống nhất, ủng hộ hòa bình, chống âm mưu chuẩn bị chiến tranh, đòi tự do dân chủ, chống khủng bố đàn áp, đòi cải thiện sinh hoạt, chống xu cao thuế nặng, đòi độc lập kinh tế, chống chính sách viện trợ của đế quốc Mỹ, đòi lập lại quan hệ bình thường giữa hai miền, tiến tới hiệp thương tổng tuyển cử để thống nhất nước nhà như hiệp nghị Geneva đã quy định, chống âm mưu chia cắt đất nước. Đồng bào ta còn gặp nhiều khó khăn, nhưng với tinh thần đấu tranh anh dũng của đồng bào miền Nam và của toàn dân ta, sự nghiệp đấu tranh thống nhất tổ quốc nhất định thắng lợi. Năm mới mang lại cho nhân dân ta cũng như cho nhân dân các nước trên thế giới nhiều hy vọng mới, nhiều hứa hẹn mới. Chúng ta hãy vui mừng đón chào năm mới với tinh thần phấn khởi mới để làm trọn nhiệm vụ mới, giành lấy thắng lợi mới. Thưa các bạn, tác phẩm này theo tài liệu lưu tại Bảo tàng của Hồ Chí Minh. Trước khi kết thúc tác phẩm, tôi xin giới thiệu thêm một bài thơ chúc mừng năm mới năm 1959 của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bài thơ như sau: chúc mừng đồng bào năm mới, đoàn kết thi đua tiến tới, hoàn thành kế hoạch 3 năm, thống nhất nước nhà thắng lợi. Bài thơ chúc mừng năm mới 1959 được đăng trên báo Nhân dân số 1754 ngày 1 tháng 1 năm 1959. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe.